Thủ tướng Iceland Bjarni Benediktsson đã tuyên bố giải tán liên minh cầm quyền và kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những bất đồng ngày càng sâu sắc giữa các đảng trong liên minh, đặc biệt là về chính sách tị nạn và hiệu quả năng lượng. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Bjarni Benediktsson cho biết cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11 với điều kiện Tổng thống Halla Tomadotti chấp nhận việc giải tán quốc hội. Theo luật của Iceland, cuộc bầu cử phải được tổ chức chậm nhất 45 ngày sau khi quyết định giải tán quốc hội được công bố. Thủ tướng Bjarni, người đứng đầu đảng độc lập cánh hữu, đã thông báo quyết định này cho các nhà lãnh đạo đảng khác trong liên minh. Ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Halla Tomadotti trong ngày hôm nay, 14 tháng 10, để thảo luận về việc giải tán quốc hội. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính trường Iceland. Ông Bjarni Benediktsson mới được bầu làm thủ tướng vào tháng 4 năm nay, thay thế bà Katrin Jakobsdóttir sau khi bà từ chức để tranh cử.